Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên, một động thái phản ánh bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa các nước này. Đường dây nóng sẽ kết nối Hội đồng An ninh Quốc gia ba nước, cho phép lãnh đạo cùng quan chức an ninh cấp cao các nước này có thể điện đàm hoặc liên lạc trực tuyến bất cứ lúc nào. Hiện các kỹ thuật viên ba nước đang kiểm tra các công đoạn cuối cùng trước khi đường dây nóng chính thức hoạt động. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra tại David, Mỹ hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí cam kết tham vấn lẫn nhau trong tình huống phải đối phó với những mối đe dọa chung.